Mình xin chào các bạn. Thì buổi sáng hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở tại cửa hàng Xe Mai Duyên. Và địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè các bạn. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mình về đây khoảng chừng chỉ có 5 cây số thôi. Hôm nay thì cửa hàng về tiếp những chiếc xe Honda Super Cup. Đây là dòng xe Honda Việt Nam nhập chính hãng về nha. Màu đỏ, về được một cặp đó các bạn. Bên trong này còn một chiếc nữa. Nói chung là cũng đã hơn một năm rồi mình mới lại có video clip về dòng xe cúp, đặc biệt là cái màu đỏ này, về màu đen nè, màu xanh nè, rồi màu xi măng này thì mình thường xuyên quay hoài à, nhưng mà với cái màu đỏ này thì cực hiếm ha. Hôm nay cửa hàng về được một cặp nữa các bạn, mình sẽ làm giá mới cho các bạn luôn ha. Đây mà xem kỹ màu sơn nè, cực đẹp luôn á các bạn. Nếu mà thực sự đánh giá trong các màu á, với mình nha, mình đã thích nhất là cái màu đỏ này. Cái màu đỏ này là cực đẹp đó các bạn, rất là đẹp. Mời các bạn tham quan nha. Bây giờ mình sẽ báo giá cho các bạn luôn nè. Với dòng cúp mà do chính Honda Việt Nam mà nhập về á, thì mình tất nhiên rồi mình sẽ được bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây số, tùy được kiểu nào đến trước. Thì với phiên bản màu xanh á, thì giá bây giờ là 96 triệu. Nói chung giá cũ thôi, chưa có thay đổi nha các bạn. Bản màu xi măng á, phía sau này là 99 triệu nè. Rồi bản màu đen á, là 130 triệu 900 ngàn. Giá không thay đổi. Nhưng mà với chiếc màu đỏ này là giá mới tinh, 101 triệu 900 ngàn thôi. Nếu là mình sẽ chốt ngay chiếc màu đỏ này. Bởi vì mình vẫn thích cái màu đỏ hơn. Nó đẹp quá các bạn. Mình mới vừa lau chùi nhẹ qua thôi, các bạn nhìn những chỗ này. Đó. Nhất là những chỗ này ha. Được mạ rôm sáng loáng các bạn. Được Super Cup. Các bạn nhìn gần hơn cái màu đỏ ha. Mình sẽ vô gần cho các bạn xem nè. Tuyệt đẹp đó các bạn. Thực ra thì cái camera điện thoại này nó không lột tả được hết cái vẻ đẹp của cái màu sơn này đâu các bạn. Khi mà mình ở ngoài á thì camera nè nó hiệu ứng lên nè, nhìn rất là đẹp. Nhập của Honda Việt Nam thì xi nhan này là một bóng nha các bạn nhớ ha, chỉ một bóng thôi. Dưới này đây, mời các bạn xem ở dưới này ha. Đó. Đặc biệt là cụm động cơ ha, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đó các bạn. Đây cụm đầu bò 4 ốc rất là đẹp, các bạn xem nè. Thì thế hệ quay mới á, của Honda Thái Lan á, cũng thiết kế y chang vậy, cũng cụm đầu bò 4 ốc mà có lông đền nhôm, lông đền đồng nè các bạn. Tuy nhiên thì nước sơn á, cái này là giống như là Honda sơn tĩnh điện luôn á ha, chứ không phải là như là quay đâu nha. Nó cao cấp hơn rõ ràng. Rồi cụm cổ vô nè. Đây hôm nay mình quay dưới cho các bạn xem ha. Đó. Hôm nay mình có thể luồn lòn xuống dưới thế này cho các bạn xem cận cảnh ở dưới nè. Rồi trở lại cụm động cơ ha. Đây cần số, xe mới về luôn đó các bạn. Super Cup yên màu xám ha. Phần phuộc sau nè các bạn, màu đỏ đẹp quá các bạn ơi. Mình thì nào giờ rất là kết cái màu đỏ, thích màu đỏ. Mà cúp này lại màu đỏ. Màu đỏ này thì nó dạng đỏ sáng, đỏ tươi đó các bạn, chứ không phải đỏ đô ha. Rồi cặp mâm nè. Cực đẹp luôn các bạn. Cực đẹp luôn. Các chân sau nè. Trời ơi. Có thể nói là hoàn hảo ha. Cái chỗ này là để mình mở yên nè. Khi nào mà xe có bình á,
chìa khóa ở gần thì mới yên được nha. Khi mà các bạn đi xa là yên mở không được á, hay chỗ đó. Chỉ một cái nhấn nhẹ thôi là mở yên thôi. Rất là đẹp. Hay đồng hồ. À. Ở những chỗ này là sẽ thể hiện rõ cái đẳng cấp của Super Cup ha. Chỗ này đẹp không? Hồi nãy là nó quấn bằng keo đây nè, mình mới lột ra đó. Tại vì xem Super Cup là phải xem những chỗ này. Phải xem những chỗ này mới thấy vẻ đẹp của nó đúng không? Còi. Nút còi đó các bạn. Đẹp không? Tuyệt đẹp đúng không? À. Cụm khóa thông minh nè các bạn. Các bạn thấy nó sáng như miếng gương đúng không? Sáng như miếng gương vậy. Rồi. Phần bửng nè. Bửng này rất là dày ha các bạn. Nói chung về chất lượng thì mình không có bàn vô đây nha. Logo cánh chim nè. Em bác sĩ lên Long Xuyên. Cụm động cơ phía bên này ha. Thế hệ mới này thì chúng ta sẽ có một cái lọc nhất rời chỗ này. Rồi, các bạn nhìn những chỗ này nè. Thấy không? Chất lượng không? Cực kỳ chất lượng. À, không gian chặt quá. Nếu không mình sẽ lùi ra xa cho các bạn xem. Nhìn phải nhìn xa xa thế này mới phê đúng không các bạn? Rồi sau đó tiến lại gần. Phần mâm trước nè. Thực ra là hôm nay có một bạn, hai bạn xuống đây mua một cặp Super Cup màu đen nhưng mà hiện tại cửa hàng chưa có về. Chiếc này là chiếc nhập tư nhân nha, hàng nội địa đó. Cái xe nhà trước là hai bóng nè. Ha. Còn màu đen mà hàng này thì chưa về. Có thể là một hai ngày nữa nó mới về đó các bạn. Mình cùng nhìn lại phía trước nha. Đó. Nó vừa cổ điển mà nó vừa sang trọng. Ha, coi như là Honda hội tụ đầy đủ những cái yếu tố mà một người dùng muốn có cho chiếc Super Cup này. Cổ điển cũng có nè, hiện đại nè, sang trọng nè, lịch lãm nè, thời thượng nè, cá tính nè, cái gì cũng có trên này. Ha. Hôm nay đang là 12 tây đó các bạn, 12 tây tháng 6 ha, bắt đầu những ngày hè của các bạn học sinh rồi. Giá xe mình cam kết chính xác và đúng thời điểm nha các bạn. Và tất nhiên rồi, lúc nào cũng đã có sẵn VAT ha. Đây, chiếc Super Cup màu đỏ thứ hai. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video nãy đây nha các bạn. Bạn nào quan tâm mình có thể alo ngay cho các bạn nhân viên ở đây. Ví dụ như là bạn Mai, bạn Duy và bạn Huy. Mình sẽ cho ba số của bạn này lên màn hình để các bạn tư vấn. Cả ba số này có Zalo hết nha các bạn. Cửa hàng cũng sẽ có ship xe toàn quốc nè. Và hỗ trợ làm biển số toàn quốc nếu các bạn không có thời gian làm biển số. Phí ship chỉ từ 200 ngàn thôi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.